Xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cái cách mà cái nhà hàng họ chiên cơm như thế nào nha. Rất là đơn giản luôn. Mình thường hạt cơm á là họ nấu là những hạt cơm mà hạt dài á nha cả nhà. Hạt dài chứ không phải những hạt cơm tròn mà mình ăn cơm thường hàng ngày đâu. Mà gạo thơm á, gạo thơm hạt dài là khi mà họ nấu xong thì họ sẽ bỏ tủ lạnh qua đêm cho nó lạnh rồi sáng mai họ mới bóp cho cái cơm nó rời ra xong họ mới chiên. Đó là lý do sao mà khi mình ăn cơm chiên á, những hạt cơm lại nó rời ra, nó lại không có dính cục giống như mình hay thường chiên ở nhà. Rồi chiên này thì mình có trứng với lại cái hạt đậu với lại cà rốt nè với hành, mình để mình bỏ lên trên hoặc có thể là mình bỏ chung vô mình nấu cũng được. Rồi giờ mình chiên nha cả nhà. Rồi cho cái chảo nóng mình bỏ dầu vô nha cả nhà. Rồi dầu mà khi nó nóng lên á mình sẽ đập trứng bỏ vô. Giờ nóng rồi cả nhà, mình đập trứng bỏ vô nha. Rồi giờ mình bỏ cơm vô. Thường thường nấu cơm chiên này là cái chảo mình phải nóng, cái chảo mình thật nóng mình xào đều cái hạt cơm đó nó mới rời ra rồi xong rồi nó mới ngon. Rồi mình nêm vô trong đây là một chút đường, khoảng chừng một muỗng nhỏ đường cả nhà. Rồi khoảng chút xíu muối. Rồi chút xíu bột ngọt thôi chứ không có nhiều, bỏ chút xíu thôi. Cơm chiên này thường thường là ở nhà hàng họ chiên là không có bỏ nước tương nha. Đa số là chỉ nêm muối, đường với lại bột ngọt thôi. Còn nếu mà không ai mà không thích ăn bột ngọt thì mình có thể bỏ hạt nêm vô ăn cũng được. Giờ mình bỏ cái đậu vô. Cái đậu mình thường bỏ sau nha, cái cơm gần chín rồi mình bỏ sau nha, mình ăn hạt đậu với cà rốt nó giòn. Nếu mình nấu trước quá nó sẽ mềm đi. Mà thường đậu này phải để trong đông lạnh ra. Mình bỏ vô. Rồi mình cứ xào đều vậy thôi là xong. Cái này là mình chỉ chiên mẫu này để cho cả nhà biết thôi, còn ai muốn giống như chiên rồi bỏ thịt gà hoặc là bỏ tôm hoặc bỏ những thứ khác vô thì mình bỏ. Rồi, vậy xong á. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình cho ra dĩa. Ở nhà thấy cái hạt gạo nó rời ra, nó không có dính cục vô. Cho lên chút xíu hành nữa là xong. Hành có thể nấu chung hoặc là bỏ lên trên cũng được nha cả nhà. Rồi đây là cái món cơm chiên mà các nhà hàng mình đến ăn thì họ hay thường làm như vậy nè cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng ăn với mình luôn nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Rồi nhớ đừng quên ủng hộ cho mình nha cả nhà.